chào các bạn đã đến với channel 9815. Thì như các bạn cũng biết thì đèn thả trần hiện nay đang là một trong những cái mẫu đèn có cái kiểu dáng rất là sang trọng, cũng như là mang một cái tính gì đó hơi cổ điển. Và nếu bạn nào có cái phong cách hơi cá tính nè, cổ điển nè, vintage hay gì đó, mà đèn trần sẽ là một cái lựa chọn rất là tốt cho các bạn để giúp chúng ta phá cách trang trí trong ngôi nhà của mình. Và hiện tại ở đây Ánh muốn giới thiệu các bạn hai loại đèn trần. Một loại là bộ khung đèn trần Xiaomi Z-Light và một loại là đèn LED thả trần Z-Light. Bây giờ xem nó có điểm gì khác nhau cũng như là nó hơn nhau ở những cái đặc điểm như thế nào, thì Ánh sẽ tiến hành mở hộp và trải nghiệm cho các bạn cùng quan sát nha. Và bây giờ anh đã mở hộp và bây giờ anh sẽ nói chi tiết hơn về cái phần bộ khung đèn trần ba bóng này trước á, Xiaomi Z-Light. Thì ở bên trong nó bao gồm là một cái khung đèn có cái chiều dài tối đa là 1m2 bằng một cái sợi dây thừng rất là chắc chắn, và chiều ngang nó được trang bị với kích thước là 67cm, và cũng như nó có khối lượng khá nhẹ khoảng 2kg mà thôi. Và nó bao gồm ba cái chụp đèn như những cái loại đèn chụp ngủ thông thường bằng kim loại rất là nhẹ, và với cái chiều cao khoảng là 18cm. Và bên trong nó thì được lắp mỗi cái chụp gồm ba cái bóng đèn loại E27, và những cái bóng đèn này chúng ta có thể thay thế bằng những cái bóng đèn cùng loại, cùng thương hiệu Xiaomi. Và các bạn nên lưu ý là tùy ở mọi kiện hàng chính tài về khác nhau, cho nên là bóng đèn này có một những kiện hàng có hoặc là không có, cho nên là cái này các bạn phải tự bổ sung thêm nha. Anh sẽ trở lại về cái chi tiết của bóng đèn này hơn. Thì cái công suất tối đa của ba bóng đèn này nó tùy thuộc vào bộ thoáng khác nhau, trung bình khoảng từ 15 đến 40W. Thì và bây giờ anh sẽ kết nối đèn với nguồn điện cho các bạn xem được cái độ sáng cũng như là cái vẻ đẹp của nó như thế nào nha. Vậy rồi thì anh cũng đi thông qua một số cái chi tiết cơ bản của cái bộ khung đèn Xiaomi Z-Light, thì anh thấy là nó cũng có một chút hiện đại và pha một chút cổ điển. Thì anh nghĩ là với những bạn nào mang cái phong cách vintage và muốn phá cách trong ngôi nhà của mình thì nên chọn cái đèn này, và nó cũng khá là tiết kiệm cho các bạn và cách sử dụng cũng rất là đơn giản. Và để xem coi cái bộ đèn LED Z-Light sắp tới anh sẽ giới thiệu cho các bạn nó sẽ có gì hơn, và nó có đặc điểm hơn, ưu điểm hơn và điểm cộng như thế nào, thì bây giờ anh sẽ đi sâu hơn vào phần chi tiết của chiếc đèn LED Z-Light này nha. Thì sau khi mở hộp thì các bạn hãy quan sát là nó chỉ bao gồm một cái khung đèn rất là đơn giản, và nó thiết kế với một cái giá đỡ và một cái thanh đèn dài khoảng 90cm, và ở phía trên nó được trang bị hai cái dãy đèn ở hai đầu á. Thì hai cái dãy đèn này nó được trang bị rất đa dạng màu sắc và kết cấu lại rất là nhẹ nhàng, thanh lịch. Và với cái chất liệu PC và BMMA cao cấp thì nó giúp tăng cái độ bền cho sản phẩm cũng như là hạn chế cái phần bám bẩn tối đa. Và cái kết cấu thì các bạn quan sát là nó rất là chặt chẽ và nó giúp chống bám bụi và côn trùng rất là hiệu quả.
Và bên trong đèn nó được trang bị với 280 cái hạt ánh sáng được sắp xếp rất là khoa học, cũng như là với cái công nghệ chiếu sáng rất là chuyên nghiệp, thì cái phần đèn, cái nguồn sáng phát ra nó rất là dễ chịu cho mắt của chúng ta. Và với cái chỉ số hoàng màu lên đến RA 95/100 thì anh nghĩ với cái chỉ số này thì màu sắc phát ra từ cái đèn nó rất là trung thực. Và cũng là một cái ưu điểm hơn so với cái bộ khung đèn trần lúc nãy anh giới thiệu cho các bạn á, là đèn này chúng ta có thể điều chỉnh được độ dài của dây cáp treo cái đèn á. Rồi ngoài ra chúng ta còn có thể điều chỉnh được độ sáng nè, điều chỉnh được nhiệt độ màu khoảng từ 2700 đến 6000 thông qua ngay trên smartphone của mình ngay từ xa, trong khoảng cách phạm vi khoảng từ 10m. Và anh nghĩ nó rất là tiện lợi cũng như là dễ dàng cho các bạn tùy chỉnh theo sở thích của mình. Thậm chí là chúng ta chỉ bằng một thao tác thì chúng ta có thể điều chỉnh hàng loạt những cái loại đèn cùng loại giống như cái đèn led này, tắt hoặc mở hoặc điều chỉnh độ sáng. Rồi bây giờ anh sẽ chứng minh cho các bạn thấy nha. Thôi rồi thì các bạn cũng đã quan sát những cái thao tác rất là đơn giản, chúng ta tháo lắp cái bộ khung đèn led Xiaomi Zilla này. Và cơ bản là ba cái bóng đèn ở bên trong này nó là những cái đèn led rất là cơ bản và nó không có kết nối được với app. Bây giờ chúng ta sẽ biến cái bộ khung đèn này đơn giản thành phức tạp, là chúng ta sẽ kết nối với thử với một số cái loại đèn của Xiaomi tháo rời được nha. Bây giờ anh sẽ dùng cái đèn Z-Light Smart LED Full. Thì cái đèn này chúng ta có thể kết nối với app Mi Home được. Bây giờ anh sẽ lắp ráp vào thử nha. Đây, anh sẽ kết nối với nguồn điện thì nó có màu vàng như thế này. Thì đây là cái giao diện khi chúng ta kết nối với đèn, hay chúng ta có thể điều chỉnh được cái độ sáng nè. Đó, chúng ta điều chỉnh được cái nhiệt độ sáng nè. Đó. Rồi chúng ta có thể điều chỉnh được màu sắc của cái đèn này nè. Đó, nó có rất là đa dạng nhiều màu. Nói về cái ưu điểm điểm cộng á, thì cái yếu tố này là một cái điểm cộng rất là lớn cho cái bộ khung đèn này, vì nó có thể sử dụng đa dạng với những cái bóng đèn tháo rời cái đuôi E27 của Xiaomi ha các bạn. Đó. Và ánh có cái đèn thứ hai, bây giờ anh sẽ thử kết nối một cái đèn này là Philips LED. Bây giờ anh sẽ kết nối vào cái chụp khác của cái bộ đèn này nha. Và chúng ta có thể điều chỉnh hai cái đèn cùng một lúc. Đây. Và bây giờ ảnh sẽ tháo cái đèn này ra để chúng ta có thể reset lại cái đèn Philips mà ảnh vừa lắp vào. Đây. Thì cái màu cơ bản của nó vẫn là cái màu trắng nha các bạn. À, nó chớp nháy như thế này. Đây. 1 2 3 4 5. Rồi. Bây giờ anh sẽ lắp thử hai cái đèn này cùng một lúc xem như thế nào nha. Vì cái đèn này chúng ta đã kết nối với app rồi, cho nên là khi lắp vào thì chúng ta vẫn sử dụng bình thường thôi nha các bạn. Bây giờ anh sẽ tiếp tục. Đây, và anh đã kết nối được hai cái đèn ở đây đồng bộ nha, rất là nhanh chóng. Đây, và đây là cái giao diện của cái bóng đèn Philips nha. Đây là cái chúng ta tắt mở đèn nè. Còn đây là với các cái chế độ ha. Đây, cái chế độ ấm nè, chế độ xem TV nè, nó khá là nhiều chế độ. Bây giờ anh sẽ sử dụng cái đèn này điều chỉnh màu cho nó. Đó, chúng ta đang điều chỉnh thành màu hồng. Với cái loại đèn như thế này thì anh thấy rất là tiện lợi ha. Chúng ta có thể sử dụng với tất cả các loại đèn. Bên loại đèn vỡ của cũng có thể điều chỉnh được cái thời gian nè. Nó tự động mở nè. Và đây là một số thông tin của nó. Và đó cũng là một số cái trải nghiệm nhỏ nhỏ ở cái bộ khung đèn này. Và bây giờ anh sẽ tiến hành kết nối thử cái đèn led thả trần Z-Light này nha. Và trước khi mình kết nối với app thì chúng ta phải reset lại đèn bằng cách là chúng ta bật tắt công tắc 5 lần. Rồi. Và các bạn thấy trạng thái của đèn là nó chớp nháy nè. Có nghĩa là nó đang chờ để chúng ta kết nối, và anh sẽ vào Mi Home. Đấy, đó là nó đã reset xong. Và anh sẽ tìm vào cái loại thiết bị đèn ha. Anh chọn vào cái đèn Z-Light.
À, nó phải kêu chúng ta là bật Bluetooth lên. Đây mình kết nối từng cái một nha. Đó, và đây là trạng thái của nó khi đang kết nối này. Nó chớp nháy này. Đó, và nó đã kết nối xong. Bây giờ anh sẽ để yên nguyên tên của nó ha. Rồi. Đó, đây là cái giao diện của nó và anh sẽ giới thiệu cho các bạn ha. Đây là cái nút nguồn của nó này. Đó, và các bạn khi mở đèn á thì cái phía sau nó sẽ cháy cái đèn mặc định, những cái đèn led ở hai đầu này. Đó, cái đèn này nó sẽ úp như thế này, khi mà chúng ta treo lên nó sẽ úp như thế này. Đấy. Và man light là cái đèn chính nè, cái đèn chính, còn cái đèn phụ là amplify là ở phía sau này, nó đang ở màu xanh các bạn ha. Và chúng ta có thể điều chỉnh màu được cho cái đèn ở phía sau này, các bạn thấy không? Đó. Và chúng ta cũng có thể điều chỉnh được cái độ sáng của nó này. Đó. Cái đèn phía sau này chúng ta cũng có thể điều chỉnh được cái nhiệt độ của nó nha các bạn. Đây là độ sáng nó, còn nhiệt độ của nó này. Cái là màu lạnh, màu nóng này. Đấy là nó vừa pha màu xanh mà nó vừa pha màu nóng màu vàng vô đây, các bạn thấy không? Còn cái đèn gỗ à, tự nhiên tắt đi ta. Rồi còn cái đèn chính á thì chúng ta chỉ sử dụng được một màu thôi. Và chúng ta chỉ có thể điều chỉnh được cái độ sáng nè và cái nhiệt độ màu trắng hoặc là vàng. Đó, và đây cũng là một cái điểm trừ của cái phần đèn led này so với cái bộ khung đèn ba bóng hồi nãy á các bạn. Và đây chúng ta có những cái chế độ favorite, chế độ yêu thích á, giống như là chế độ đọc sách nè, chúng ta apply vào đó thì nó sẽ điều chỉnh. Rồi chế độ phòng trà nè, lãng mạn nè, buổi tiệc nè, đó có rất là chế độ các bạn điều chỉnh đó. Cái này là những cái chế độ mặc định. Rồi ở đây là những cái chế độ mà chúng ta tự cài đặt, và anh sẽ vào cái phần cài đặt ha. Thì đây là nó có thể set cho chúng ta cái thời gian sau khi tắt nè, chúng ta có thể set 15 phút sau đèn sẽ cháy, sau 15 phút nó sẽ tự động tắt, vân vân. Còn ở đây là cài đặt thời gian để chúng ta bật đèn cũng như là tắt đèn và cái tần số của nó làm việc. À, và đây là cái chế độ ban đêm nè, chúng ta có thể cài đặt thời gian cũng như là cái tần số của nó lặp lại nè. Còn đây là cái chế độ remote ha, các bạn có thể mua rời cái chiếc remote ở ngoài để chúng ta điều khiển từ xa thay vì chúng ta điều khiển bằng cái điện thoại của mình. Còn đây á là cái chế độ để chúng ta điều chỉnh cái phần dây, tại vì á ở tại Toto của anh á thì không có kết nối được với dây, cái cọng dây cáp á, chúng ta kết nối vào đây thì khi chúng ta điều chỉnh ở đây và chúng ta xeo lại á thì dây nó sẽ tự rút ngắn với cái độ dài là từ 50 đến là 150 cm, cái độ dài của sợi dây á các bạn. Đó, và đây cũng là một số cái thông tin chi tiết cũng như là cái bản cập nhật kiểm tra và kết nối mở rộng thêm thôi. Rồi anh sẽ trở lại Mi Home nha. Rồi và lúc đầu anh cũng đã có đề cập đến là chúng ta chỉ cần một thao tác thì chúng ta có thể tắt mở hai cái đèn cùng một lúc. Bây giờ anh sẽ kết nối thêm một cái đèn thứ hai nữa để chứng minh cho các bạn cái điều đó ha. Bây giờ anh sẽ device nè, anh sẽ chọn thêm loại thiết bị đèn và anh sẽ chọn cái đèn led này. Cái đèn này hồi nãy anh đã reset rồi cho nên là chúng ta chỉ cần kết nối vô thôi. Đó, và nó sẽ tự động kết nối. Đó, khi kết nối thì nó sẽ chớp nháy như thế này. Và ở phía sau nó cũng mặc định, khi chúng ta mở đèn thì nó sẽ mở cái đèn xanh này đầu tiên. Đó. Và các bạn hãy quan sát là cái giao diện của nó cũng tương tự, cũng như nhau thôi. Nhưng mà ở trong Mi Home á, các bạn nên gom cái hai cái đèn này vào một cái room giùm ảnh nha. Chúng ta di chuyển đến một cái living room, chúng ta phải tạo một cái room ở trong cái Mi Home. Thì phần tạo room á thì nó cũng rất là dễ nha. Các bạn chỉ cần vào ảnh Home nè, chúng ta vào cái chúng ta vào cái dấu cộng này, chúng ta phải thêm cái phần room của mình. Thì cái thao tác này cũng rất là dễ, chúng ta chỉ cần chuyển lại cái tiếng Việt thôi ha. Và để chúng ta group hai cái đèn này lại thì chúng ta cần phải tải app C-Line. App C-Line thì cái phần app QR ở trên cái catalog nó có hướng dẫn cho các bạn tải ha. Thì cái app này chúng ta phải chuyển sang cái ngôn ngữ là Chinese nha các bạn. Đây, chúng ta phải chuyển cái server của nó là Mainland China nha. Nếu mà chúng ta để những cái chế độ khác thì nó sẽ không đồng bộ được với Mi Home.
Bây giờ anh sẽ thử mở cái app Zlay lên cho các bạn xem. Thì khi anh đã kết nối với Mi Home thì nó sẽ tự đồng bộ qua đây. Đó, nó sẽ tự đồng bộ qua cái app Zlay của mình. Đó, và bây giờ anh sẽ vào room. Thì cái room này là lúc đầu anh đã tạo rồi. Bây giờ anh sẽ xóa nha. Anh sẽ xóa cái room này và anh tạo lại cho các bạn xem. Anh sẽ xóa cái này, delete ha. Bây giờ cái giao diện khi chúng ta tải á thì nó sẽ như thế này. Là đây là những cái đèn của mình đã kết nối với Mi Home nè. Đó, và anh vô phần room. Anh create room để chúng ta tạo cái room. Chúng ta chọn những cái mà chúng ta thích ha. Và chúng ta đặt cái tên anh chọn Home. Rồi, thì nó kêu mình add những cái thiết bị mà mình cần để vô cái room đó. Đó, thì chúng ta đã gom hai cái đèn này vào trong một cái room. Thì anh sẽ dùng một thao tác là bật lên nè. Đó, thì hai cái nó đều bật lên. Tắt nè, thì hai cái nó đều tắt. Đó, bây giờ anh chỉnh độ sáng coi nó có cùng một lượt không ạ. Bây giờ anh sẽ hạ độ sáng của cả hai cái đèn này. Đó, thì hai cái đèn này đều hạ được cái độ sáng nè. Đó, anh tăng độ sáng lên nè. Đó. Đó, anh vào cái phần ở phía trên để anh cài đặt tí nhiều hơn ha. Anh bấm vào đây thì nó có những cái chế độ như phòng trà nè, chế độ lãng mạn nè, chế độ đọc sách nè. Đó, cái này là nhiệt độ màu nè. Đó, các bạn có thể điều chỉnh tùy thích cái nhiệt độ màu của đèn ha. Chúng ta chỉ cần một thao tác thôi là hai cái đèn nó đều hoạt động cùng một lúc. Thậm chí chúng ta có thể kết nối với 2, 3, 4, 5, 6 cái đèn LED Zlay này cùng một lúc cũng được luôn. Đó, còn đây là cái chế độ ban đêm ha. Thì anh sẽ tăng cái độ sáng lên nè. Đây chế độ đèn ở ban đêm. Còn để cài đặt cái phần thời gian thì chúng ta vào cái phần Mi Home để chúng ta cài đặt ha. Thì hai cái app này đều đồng bộ với nhau cho nên các bạn cái việc cài đặt cũng như là cái điều chỉnh nó rất là dễ dàng. Đó. Đó. Chúng ta chỉ cần một thao tác thì hai đèn đều hoạt động ha. Còn đây là một số cái icon yêu thích của các bạn thôi cho nên là không có cần quan tâm lắm. Rồi. Và đây là một số cái thao tác cơ bản để chúng ta kết nối cũng như là thao tác để chúng ta điều khiển cái phần đèn và group cái đèn lại thành một nhóm mà chúng ta thao tác rất là tiện lợi. Và anh nghĩ là với cái thao tác này thì sẽ rất là tiện lợi cho những cái bạn mà có khuôn viên nhà của mình khá là rộng và chúng ta không thể đi tắt từng cái đèn một, và chúng ta chỉ cần một thao tác tắt như thế này là ok ngay. Và cái phần tải app Zlay cũng như là Mi Home cũng như là tạo tài khoản á, thì anh chỉ cần tạo cái tài khoản Mi Home thì Zlay nó sẽ tự đồng bộ hóa lên nha các bạn. Các bạn lưu ý là lúc đầu á, anh tải về và anh để cái chế độ là server của nó là Unix đây á, thì nó sẽ không có đồng bộ được nha các bạn. Các bạn nên lưu ý cái vấn đề này nha. Rồi, đấy là một số các cách cơ bản để chúng ta kết nối cũng như là điều khiển phần đèn. Chào các bạn nhé. Và vừa rồi các bạn cũng thấy đó, tất tần tật những cái chi tiết cũng như là cách sử dụng của hai loại đèn này. Thì anh nghĩ với tùy theo vào mục đích của các bạn sử dụng, các bạn có thể lựa chọn cái nào thích hợp cho mình. Nếu các bạn nào thích cổ điển nè, muốn sử dụng cái ánh sáng cố định cũng như là tiết kiệm thì chúng ta nên lựa chọn cái bộ khung đèn thả trần Zlay, Xiaomi Zlay. Còn nếu bạn nào muốn cái không gian của chúng mình hiện đại hơn, tiện dụng hơn cũng như là linh hoạt trong cái cách sử dụng với nhiều chế độ, chúng ta nên chọn cái đèn LED thả trần Zlay vì nó sẽ đáp ứng đầy đủ những cái yêu cầu của các bạn. Nhưng nói chung là hai cái đèn này đều không có tại Chim Tà Mobile cả, cho nên là các bạn hãy đến đây trải nghiệm thực tế cũng như là sở hữu nó ngay nha. Mọi thông tin chi tiết các bạn hãy truy cập vào đường link ở phần mô tả video. Hãy để lại một comment cho Chim Tài về thắc mắc cũng như là những cái sự góp ý của các bạn. Xin chào và hẹn lại các bạn trong video lần sau. Nhớ like và subscribe nha. Bye.